Hai chị ơi, chào chú Mười khó, chú mua gì đây? Trời nóng quá, mùa màng thất bát, điện thoại hết tiền bay. Mấy cái sim trước tao mua gọi cho con Út đang học ở trên tỉnh, chưa nói xong là tít tít. Bây giờ có sim nào nói chuyện vô tư hoài mà không hết tiền không? Có ngay, chú mua sim này 8 vô tư tiền vẫn dư. Thiệt hả? Đừng giỡn người lớn nha. Nói nghe coi. Chú xài sim này gọi cho 20-30 phone khác miễn phí 1.000 phút một tháng. Ngày nào chú cũng có thể gọi cho con Út nói chuyện thoải mái mà không sợ hết tiền. Rồi tao gọi cho sắp nhỏ ngoại mạng thì sao? Chú yên tâm, sim này đặc biệt cước ngoại mạng và nội mạng như nhau, chỉ 690 đồng một phút. Rồi chú gọi bao nhiêu phút ngoại mạng thì Mobifone tặng lại bấy nhiêu phút nội mạng, tha hồ mà tám tiếp. Ngay đâu bây giờ bà con người ta lấy internet này nọ nữa, bây có không? Chú cần truy cập internet, đọc báo, coi hài, coi phim bóng đá thì sẽ được miễn phí sử dụng tới 3GB dung lượng data. Chưa hết còn được tặng thêm dịch vụ nhặt chờ phone riêng và thông báo cuộc gọi nhỏ nữa. Chú hỏi có sim kho gì mà cũng có nữa hả? Dạ, đây là một loại sim mới của Mobifone ưu đãi đặc biệt cho bà con Đông Nam Bộ, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng, Long An, Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh, Vũng Tàu. Sim này tên là sim 8 chứ gì? Sao chú biết? Biết sao không? Thấy bà con trong xóm mua xài quá chừng, thử bay thôi. Bán cho một cái sim 8 của Mobifone liền đi, để tha hồ. 8 vô tư tiền vẫn dư. Mobifone kết nối tương lai. Bà biết dùng gì chưa? 8 vô tư tiền vẫn dư.